Bộ Công Thương sửa đổi các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo quy định số 2754 sửa đổi các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu, Việt Nam loại bỏ Hồng Kông ra khỏi nước vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam. Đối với các lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hồng Kông đã được nhập khẩu vào Việt Nam và đã nộp thuế chống bán phá giá theo các quyết định được ban hành trước đây, sẽ được hoàn trả số tiền thuế chống bán phá giá đã nộp.